Mình đang ở đâu đây? Có vẻ như là đây chính là chuyến bay mà mình đặt đi từ đến hòn đảo đấy mà. Có vẻ như là nó đã bị, có vẻ như đầu mình khá là đau, nhưng mình vẫn chưa nhớ được tất cả những cái thứ gì đã xảy ra. Có vẻ như là chiếc máy bay này nó đã bị rơi xuống một cái hòn đảo hoặc là một cái ở đâu đó thì phải á. Để xem nào, sẽ đi ra ngoài bên ngoài xem. Nhưng mà đầu mình rất là nhức và cơ thể của mình đã nằm liệt ở đây là tầm mấy ngày rồi, khá là mệt mỏi rồi. Trên máy bay chẳng còn một người nào hết. Có vẻ như là mình rất là may mắn vì đã được vẫn còn sống ở trên chuyến bay này. Tuy là nó đã đáp đắt không thành công, mà trước còn rất là sáng đèn để mình ra ngoài xem nào. Mình mong là không có như ngày tận thế. Hy vọng lần này Doraemon nó sẽ không cho mình. Rồi, đi ra bên ngoài xem. Và như trời đã... Ui. Cái gì đây? Ui. Lại. Thôi, xong rồi. Đây chính là bọn zombie. Ui. Như vậy là... điều này có thể cho thấy mình... Được rồi, mình sẽ lấy súng ra xử bọn này mới được. Ủa thôi xong rồi. Hết đạn rồi. Đấy à. Ui. Có rất là nhiều zombie. Bây giờ mình phải chạy thôi. Thôi chạy thôi. Bọn chúng đang đuổi theo rất là đông. Rồi bây giờ mình phải lấy ba lô ra và nạp đạn mới được. Ui. Cuối cùng thì mình cũng đã... Ui, vẫn còn một tên ở đằng kia nữa kìa. Trời rất là tối mà mình chẳng thấy gì cả. Rồi, được rồi. Có vẻ như là tiếng súng của mình rất là lớn. Nó sẽ gây tiếng động ồn trong cái khu vực này. Và có thể là một tí nữa bọn zombie sẽ kéo đến nữa. Ui, đây chắc chắn là bọn zombie rồi. Không gì khác cả. Vì mình đã trải qua một khóa huấn luyện sống còn ở cái thành phố mà Doraemon đã cho anh mình. Nhưng lần này không phải là cho anh nữa mà là thật. Xem nữa mình đã mắc mẹ như chơi rồi. Rồi, mình sẽ bình tĩnh lại nào. Để xem xung quanh khu vực này không biết có ai còn sống không. Hình như là trên chuyến bay có rất là nhiều người bị tử vong. Trong đây có một cái ánh đèn nè. May quá. Một cái rìu. Rồi, mình đã có vũ khí cận chiến rồi. Đây là cái gì đây? Hòm tiếp tế à? Một miếng thịt. Còn đây là gì? Một cái hòm tiếp tế của máy bay. Có rất là nhiều thức ăn. Rồi, mình phải... cái gì đây? Đây chính là một cái hòm đựng súng sao? Tại sao ở trên... ngay cái chỗ bác phi công lái thì lại có cái hòm này chứ? Thôi được rồi, mình cứ lấy luôn. Một khẩu súng thâm sân. Không có một băng đạn nào hết. Và ở đây là mình nhặt được một cái băng đạn của súng lửa. Thôi được rồi, cứ bỏ những cái thứ này vào ba lô này. Để xem nào, không biết là máy bay còn hoạt động được hay không. Thế mình nghĩ là nó đã bị hư rồi. Rồi mình sẽ lấy những cái công tắc này, biết đâu được nó sẽ giúp ích, hoặc là mình sẽ sử dụng được về sau. Được rồi, thôi thì cứ lấy vậy. Cũng may mà lần trước mình có một thằng Doraemon nó cho mình ở cái thành phố zombie, cũng nhờ vậy mà mình biết khả năng sinh tồn. Hy vọng là Doraemon nó sẽ đến đây sớm và mình sẽ phải rời đây vào sáng mai thôi, vì cái khu vực này nó đã bị gây tiếng động rồi. Có thể là nó sẽ bị bọn zombie sẽ kéo đến đây vào sáng mai thì mình sẽ lên đường thôi. Một hộp tiếp tế nữa nè, bánh mì. Vậy là một chiếc máy bay như vậy là đã bị đáp đắt thành công, nhưng mà không được bảo toàn được máy bay cũng như là tính mạng của những con người ở trên đây. Thật là lấy làm tiếc. Mà dù gì thì họ cũng ra đi rồi. Hy vọng là vẫn còn có người còn sống để mà giúp đỡ mình. Thôi được rồi.
Bây giờ mình sẽ tìm một cái nơi nào đó để mà trú ẩn thôi. Khu vực này có vẻ như rất là nguy hiểm. Tại vì vẫn còn zombie à. May quá. Những cái tên zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thôi được rồi. Bây giờ mình cần phải tìm một cái chỗ ẩn nấp thôi. Vào để người còn sống rồi, sáng mai mình mới lên đường được. Ở dưới đây là một cái mảnh máy bay sao? Có vẻ như là đây là một cái mảnh máy bay, hình như là ở dưới đây có một cái tấm thảm và được đốt lửa chạy. Như vậy là bằng chứng cho thấy là ở đây có vẫn còn người còn sống. Vậy là may mắn cho mình rồi. Được rồi. Rồi, tối nay mình sẽ nghỉ chân tại đây. Khá là mệt mỏi. Rồi, mình sẽ tiếp đi thôi. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra hết. Và sáng mai mình sẽ lên đường. Là trời đã sáng rồi thì phải. Mặt trời đã lên trên cao rồi nè. Như vậy là mình đã an toàn rồi. Đúng là một đêm dài mà mình không có ngủ được tí nào hết. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Còn như mình thấy xung quanh đây có một vài con vật, rồi mình sẽ lấy thịt những cái con này để tránh trường hợp khi mà không có thức ăn. Rồi, như vậy là mình đã có da. Trời sáng thì mình mới thấy hình như ở đây chỉ còn lại sọ người thôi. Có vẻ như những cái tên zombie đã ăn thịt những cái người này rồi. Và cũng may mắn là mình không có bị sao hết. Rồi, trước khi lên đường thì mình cần phải săn một vài con động vật ở khu vực này để lấy thức ăn mới được. Tại vì khi mà lên đường thì có thể là sẽ không có thức ăn cho mình. Đây là nơi rừng rậm. Hy vọng là tìm được một số cái trụ sở nghiên cứu, một số nhà bác học như Doraemon đã nói. Trong rừng này có rất là nhiều động vật. Như vậy là mình an tâm rồi. Ở kia có cả heo và bò nữa kìa. Ở đây mình sẽ lấy thịt heo, còn đây là sẽ lấy thịt bò. Những con bò này có vẻ như là bọn zombie sẽ không có đụng đến những cái con động vật này, vì vậy là bọn chúng phát triển rất là phong phú. Tuy ở hòn đảo nhưng mà lượng động vật có vẻ như khá là nhiều. Như vậy là mình sẽ không sợ chết đói rồi. Yes, trời đã sáng rồi. Vậy là một ngày trên đảo. Rồi bây giờ mình cần phải tìm cái đường mà để quay trở về nhà thôi. Mình sẽ không thể nào mà ở lại đây được. Tại vì đây nơi đây rất là nguy hiểm. Mình chỉ là một học sinh bình thường thôi. Mình sẽ quay về càng sớm càng tốt. Đây không phải là một cái trò đùa của Doraemon nữa rồi, mà đây là thật thật hiện thực. Là thực tại của mình rồi, không phải là quá khứ hoặc là tương lai gì hết. Hy vọng là vẫn còn người còn sống trong cái khu vực này để mình tìm ra. Con bò này chạy nhanh ghê luôn. Rồi được rồi. Có vẻ như là sau khi máy bay đáp xuống đây là toàn bộ cánh rừng khu vực này nó bị thiêu rụi hết. Và gây ra một vết thương rất là lớn trong cái hòn đảo này. Mình cũng chưa chắc đây là một hòn đảo nữa. Có thể đó là một cái khu gì đó. Rồi ở đây có con cừu nè. Hình như ở đây chính là một cái hồ sao. Bên dưới có rất là nhiều mực kìa. Nhưng mà mình không nên xuống. Bên kia có những cái tòa nhà cao tầng kìa. Có thể là trụ sở nghiên cứu của một số nhà bác học. Hy vọng là bên đó vẫn còn người còn sống. Ở bên kia thì có một cái lều trại. Ôi, vậy là may mắn cho mình rồi. Chứ đây là một cái hồ và đằng kia là một cái cống thoát nước. Như vậy chứng tỏ là ở nơi đây có một số công trình có thể xây dựng bên dưới hoặc là bên xung quanh cái khu vực này. Mình vẫn chưa biết được. Giờ mình sẽ tìm hiểu cái khu vực xung quanh này mới được. Biết đâu mình sẽ tìm thấy được một cái điều gì đó mới mẻ thì sao?
À, không biết là Doraemon nó có thể biết biết mình ở đây nơi đây không nữa. Vụ máy bay này chắc chắn là những thông tin sẽ không thể nào mà truyền đến nước Nhật được rồi. Tại vì đây là một cái vụ khá là bí ẩn và máy bay bị bay ngang đây có thể là mắc cái độ phủ sóng hoặc là bị ai đó chẳng hạn. Thôi thôi thôi, mình sẽ bỏ qua suy nghĩ ấy đi. Được rồi, bây giờ mình cần phải đi vào rừng thôi. Tìm cái khu vực xung quanh nào. Hình như tối qua mình thấy một cái trạm phát sóng gì ở đâu ở đây thì phải. À, kia rồi, nơi cao cao ấy có thể là nơi ấy sẽ có người còn sống. Được rồi, giờ mình sẽ lên đường và đi vào đến cái trạm ấy thôi. Hy vọng là tìm thấy một người, một ai đó có thể giúp đỡ mình. Được rồi, đi thôi.